sẽ cố riêng mình, thành phần sẽ đo cùng nhau chúng ta tìm. Giúp Leo nhé và bạn bè của anh ấy sẽ cùng nhau đội của chúng ta đây. Leo kìa, bạn có thấy không? Bánh cản xe, động cơ và khung xe đến với bánh lời mang lại cho chúng tôi. Leo, Leo, xe tải nhỏ Leo. Hai robot đang chơi bóng đá trên sân cỏ. Robot đỏ là thủ môn. Bảo vệ khung thành, robot đỏ. Vào! Robot đỏ đặt bóng xuống sân lại. Ôi, robot đá mạnh đến mức quả bóng bay vào đám cỏ cao. Chúng ta phải đi tìm quả bóng. Leo, cậu giúp chúng tớ tìm quả bóng trong đám cỏ nhé. Được chứ? Ồ, Leo mang đến các bộ phận máy cắt cỏ kìa. Ôi! Hãy mau chóng ráp tất cả lại nào. Động cơ, gầm và trục bánh xe trước. Sàn xe có chỗ ngồi. Đến ghế ngồi. Lưỡi dao để cắt cỏ. Tay lái và đèn. Trục bánh xe sau và buồng đựng cỏ. Và bánh xe. Nhưng chỉ có 3 chiếc. 1 2 3. Chiếc thứ tư đã lăn vào đám cỏ rồi. Cùng đi tìm thôi. Cậu đã tìm ra chưa, Leo? Quả bóng của robot. Các cậu ấy tiếp tục chơi bóng được rồi. Nhưng bánh xe đâu rồi nhỉ? Đây rồi. Mang nó về lại chỗ máy cắt cỏ thôi. Rồi gắn vào trục bánh xe nào. Xong. Đến lúc cắt cỏ rồi. Cắt được này. Ôi, Leo tính làm gì đấy? Sao cậu ấy lại chở màu tới? Leo đang vẽ các đường kẻ trắng. Cuối cùng cũng có sân bóng thực thụ cho robot rồi.
cùng chia ra hai đội nào. Cậu chơi đội nước Nga. Còn cậu chơi cho Tây Ban Nha. Bóng đã sẵn sàng. Ghi bàn.